sáng mưa, trưa tạnh, tối mưa. Theo dự báo thì ngày hôm nay 31 tháng 12 là có mưa rải rác, mưa vài nơi. Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Ngày cuối năm 2023, dạ. Đó, bầu trời đang mưa. Theo dự báo ngày cuối năm và ngày đầu năm Tết dương lịch thì trời có mưa rào nhẹ vài nơi, dạ. Khu vực trung tâm ở Huế thì như là cùng ngày hôm nay cũng như đêm nay sẽ có tầm mưa đó. Nhiệt độ thấp thì từ 18 đến 20, mà nhiệt độ cao thì từ 24 đến 25 độ là Huế, dạ. Ngày hôm nay 31 tháng 12 năm 2023, mọi thứ đang sẵn sàng để chào đón năm mới. Tại trung tâm ngã 6 thì có sân khấu lớn chào năm mới 2024, dạ. Sáng đi ra là còn mưa rồi đó. Mưa phùn mọi người. Em thấy từ hướng đông thì bầu trời vẫn có hừng sáng đó. Và theo dự báo thì có ngày mai là ngày đầu năm thì chắc giờ trưa thì vẫn có hừng hừng nắng. Đây là nơi mà tổ chức lễ đó đến ngược chúc mừng năm mới vào tối 31 tháng 12 đây, dạ. Nhà 6 trung tâm sẽ có rất là lớn. Mặt tiền là hướng về đường Hùng Vương, hướng về cầu Trường Tiên đó. Bà con nếu như có đi xa xa mà đứng đầu cầu Trường Tiên mình coi được cái hình ảnh của sân khấu lớn Huế cao đao 2024. Từ đường Hùng Vương nhìn lại đó mọi người, đột trung tâm ngã 6. Đó là những hình ảnh ngày mới là sắp diễn ra sự kiện đón chào năm mới của Huế vào tối nay 31 tháng 12, cũng như vào lúc cho đến 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, dạ. Tối hôm qua bầu trời Huế cùng có tầm nó mưa cũng mưa cũng tầm như thế này mọi người, kéo dài qua sáng đi đâu giờ sáng có mưa lớn hơn một chút ở trên đường, mọi người thấy nước bây giờ có giảm đi đó. Huế cũng đang nằm trong cái chuỗi ngày mưa lạnh và nhiệt cũng đang tăng dần của kết thúc cái đợt lạnh.
em đang hướng ra khu vực Thường Tín đâu. Đó, màn mưa vẫn phủ kín thành phố Huế. Mưa ngày cuối năm. Thế như dự báo thì là ngày đầu năm bà con có tiệc chơi tầm rạo để vui chơi vào dịp đầu năm mới và tết tây đó. Theo dự báo con những cái tiệc chơi như thế này cũng hơi khó khăn cho việc đi lại đó mọi người. Ra đường mình phải mặc áo mưa lùm xùm. Tiệc chơi đi trên đường này bây giờ 23 độ C. Đã xuất hiện những cành mai mai vàng, bà con kết để tạo sự thu hút mừng xuân nữa đó. Nhánh mai nhánh đào đã có tết dương lịch kể là bắt đầu đổ xô bán hàng tết tá đó. Bầu trời vẫn có hừng sáng, có thể là sẽ tắm mưa. Đâm ba hàng bè đây là một bên của dòng sông Đông Ba. Tuyệt vời. Qua đợt mưa này thì sau khi tết dương lịch diễn ra một hai ngày thì Huế sẽ có đón đợt mưa lần khác đó.
Khoa nghe nghe ba trở lên, khoa nghe thông tin này cũng mà bắt đầu cảm nhận đưa làm tiếp tục sẽ về về Huế đó. Liên tục vào cửa Đông Ba mọi người. Đó, mặc dù mưa nhưng ngày hôm nay bầu trời vẫn có hơi sáng hơn ngày như ngày trước, khả năng sẽ trưa nay sẽ tạnh mưa đấy, và khả năng dự đoán sống đó. Đầu nghe nhạc sông, gần mùa sông lại tràn ngập nơi nơi. Kết thúc tháng 11 âm lịch kể là thầy không khí đẹp đến sông về đó. Thầy tuyển đường Mai Thúc Loan tại Nội Thành. Ở bên trong này thì mưa cũng bắt đầu nhỏ giọt rồi, đỡ hơn. Đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Đinh Tiên Hoàng Mai Thúc Loan. Lúc này là 8 giờ sáng, là ngày cuối tuần dịp tết tây, chắc là bà con đang còn nghỉ ở nhà. Đường xã đang còn bắt đầu thức dậy, bà con bắt đầu soạn hàng. Mai Thúc Loan vòng qua đây là đường Đặng Thái Thân mọi người, đi ngang qua đường Đoàn Thị Điểm về Đặng Thái Thân. Ta và đi ra những khu chợ Nội Thành. Rồi đụng nhau rồi. Đó, đụng nhau rồi, cãi vã đó. Tồi lắm. Đi đường nhiều lúc nói được rồi vang một chút, hay là bắt ven làm chi một chút lắm. Ra chạm, hy vọng bà con yên bình. Mưa gió nè, đi trên đường nguy hiểm, lầm sầm mà mưa rồi con chở hàng chở hóa. Đó, tuyến đường Đặng Thái Thân nè, có nhiều nhà cửa hàng chưa thức dậy lắm, con đập cửa nghỉ từ tay. Mùa này mùa mưa chứ đụng vô mùa mưa này thì cũng vất vả buôn bán khó khăn, hàng mở sớm thì cũng có khách,
Buồn quá, tôi nhìn này. Hàng quán nó buồn. Đây là ngã ba đường Lê Hồng mọi người. Có khả năng ngày hôm nay sẽ có hưng nắng nhẹ đó. Hôm bữa thì để có đi lặp lại không tiếp tới nói được mọi người. Lúc này đi thì phải hưng hưng nắng nhé, chắc lạc người mưa lần có. Hưng hưng người ra tới vẫn mưa bay mà. Đây là đường Lê Hưng. Em đang đi ngược lại phía trước Kinh Thành Đại Nội đó. Đi từ phía sau tới. Đường Lê Hưng phục vụ từ phố phố đêm Hoàng Thành đây vào dịp cuối tuần, cho nên bà con thấy những cái xe hàng cửa hàng bà con người ta để đó để phục vụ. Đây là chợ Thuận Hòa. Đó, hỗ trợ. Gió hàng hóa chỉ thức dậy muộn cả này. 8 giờ rồi mà cửa hàng bà con đóng cửa, ngoài trừ những cái cửa hàng cà phê giải khát phục vụ sớm. Đó, mưa về buồn lắm. Đường Trực Cửa Ngõ, Trực Cửa Ngõ Môn, đường 23 tháng 8. Ngày hôm nay 31 tháng 12 thì hình như bà con khách du lịch đến Huế cũng đóng đó mọi người. Nhìn xa xa thấy đóng lắm đó. Người ta đi chơi tết dương lịch cho nên là cũng ghé Huế khá là đông trong những ngày qua. Hình như sáng hôm nay kết thúc đường Lê Hưng là nơi đầu đường. Vật này là ông Minh Khiêm. Hình ảnh ngày mới về đang còn bữa phùng và trong cái chuỗi ngày mưa lạnh của đợt lạnh này, chúng mà nhiệt cũng đang tăng nhẹ. Theo dự báo thì về sẽ tầm một hai ngày đầu năm mới 2024. Như sáng nay thì cũng có bữa phun, nhưng bây giờ thì cũng chắc là hy vọng là tầm đó mọi người. Theo như dự báo nhiệt độ của Huế ngày hôm nay 31 tháng 12 năm 2023 từ 21 đến 26 độ C. Hy vọng bà con có một ngày cuối năm đến về Huế thuận lợi về thời tiết. Em xin chúc tất cả bà con cuối năm như đầu năm mới luôn luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những năm về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ em vui xin kết thúc video. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Em xin chào, hẹn gặp lại bà con.